Xin chào mọi người, mình là Trí Bốn Mắt. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đánh bài hát Để Mị Nói Cho Mà Nghe của ca sĩ Hoàng Thị Linh. Thì bài hát này nó có nút bài hơi phức tạp, cho nên mình sẽ hướng dẫn các bạn đánh cơ bản thôi. Để cho các bạn tiện theo dõi thì mình sẽ đánh từ tốc độ thấp lên tốc độ cao. Thì mọi người cố gắng làm theo những cái tempo thấp của mình, rồi từ từ hãy lên tempo cao. Ok, mình bắt đầu thôi.
Ok, vậy là mình đã hoàn thành xong phần hướng dẫn cho các bạn rồi. Thì bạn nào có thắc mắc hoặc là bạn nào có muốn mình hướng dẫn bài tiếp theo là gì thì nhớ comment dưới clip này nha. Các bạn nhớ share, like và subscribe cái channel của mình. Và nhớ cập nhật channel của mình hàng tuần. Mình sẽ up clip lên hàng tuần cho các bạn tiện theo dõi. Cảm ơn các bạn.